Chào các em. Ý nghĩa của nguyên phân thì nguyên phân có vai trò như thế nào đối với quá trình sinh trưởng, sinh sản và di truyền của sinh vật? Thì nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào và lớn lên của cơ thể, duy trì sự ổn định bộ nhiễm sắc thể của loài qua các thế hệ tế bào. Cơ chế nào trong nguyên phân giúp đảm bảo bộ nhiễm sắc thể trong tế bào con giống tế bào mẹ? Sự tự nhân đôi nhiễm sắc thể ở kỳ trung gian, phân ly đồng đều nhiễm sắc thể về hai cực của tế bào kỳ sau là phương thức sinh sản của tế bào và sự lớn lên của cơ thể, duy trì sự ổn định bộ nhiễm sắc thể của loài qua các thế hệ tế bào. Trong quá trình phát triển cá thể, nguyên phân là cơ sở của sự sinh sản vô tính. Chúng ta có một số bài tập, các dạng bài tập về nguyên phân. Xác định số lượng nhiễm sắc thể tâm động chromatid trong một tế bào ở mỗi kỳ nguyên phân. Thì bước 1 xác định bộ nhiễm sắc thể 2N. Bước 2 là xác định số lượng nhiễm sắc thể chromatid tâm động. Đây, chúng ta có bảng. Ở câu 1 thì ruồi giấm 2L bằng 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kỳ sau của nguyên phân. Số nhiễm sắc thể trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau? Câu 2 là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội ở ngô là 2N bằng 20. Số nhiễm sắc thể kép tâm động chromatid có trong một tế bào ngô đang ở kỳ đầu của quá trình nguyên phân là gì? Bài tập này hãy điền vào ô trống các kỳ của quá trình nguyên phân. Thứ nhất là từ tế bào mẹ từ kỳ sau này. Chúng ta có thể sắp xếp này. Hình thứ nhất. Kỳ đầu là hình thứ 5 này. Kỳ sau là hình thứ nhất này. Kỳ giữa, kỳ trung gian và kỳ cuối. Bài tập 2. Sự tự nhân đôi của nhiễm sắc thể diễn ra ở kỳ nào? À rồi. Đây, ở kỳ giữa. Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì? A. Sự phân chia đồng đều chất nhân của tế bào mẹ cho hai tế bào con. B. Sự sao chép nguyên vẹn bộ nhiễm sắc thể của tế bào mẹ cho hai tế bào con. C. Sự phân ly đồng đều của các chromatid về hai tế bào con. D. Sự phân chia đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho hai tế bào con.
Bài tập 3 này. Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2N bằng 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kỳ sau của nguyên phân. Vậy nhiễm sắc thể trong tế bào là bao nhiêu? Không.